Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về một cái loại củ, đó là củ ngải đen. Củ ngải đen này thì có rất là nhiều công dụng trong Đông và Tây y. Thì đây là một cái phần của củ ngải đen. Củ này thì mình là củ giống, nó khoảng tầm 5 mắt, nó to bằng khoảng ngón tay, và đây mình sẽ cạo ra. Đây, mình cạo lớp đầu tiên, người thấy cái màu của nó rất là đen, rất là đen thui luôn. Đây, bữa này là buổi tối nên nhưng mà cái ánh sáng nó cũng tốt nên là mình thấy được nó rất là đen, cái màu sắc đen nó rất là tốt, đen huyền luôn. Thì bên mình chuyên cung cấp củ ngải đen, giống củ ngải đen, cây ngải đen, và chia sẻ cách dùng cái củ ngải đen này với mọi người. Đây, mình sẽ cạo tiếp một cái phần ở ngoài đây cho mọi người xem nhé. Thì cái phần này mình vừa bẻ ra thì cái màu nó cũng rất là sẫm. Màu nó rất là tốt. Cái củ này thì nó hơi, cái nhánh này thì nó hơi non hơn cái nhánh bên này, tại vì nó hơi nhỏ hơn, nhưng màu sắc thì nó cũng 1910. Thì củ ngải đen này nó trị rất là tốt về bao tử và dạ dày, cũng như dùng củ ngải đen dùng ngâm rượu hoặc củ ngải đen dùng ngâm mật ong để trị xương khớp. Các bạn nào có nhu cầu mua củ ngải đen, tìm những cái thông tin về củ ngải đen trị bệnh gì, củ ngải đen như thế nào, thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại là 0966 595 401 hoặc là 036 2644 740. Mình sẽ giải đáp thắc mắc và cung cấp cái giống củ ngải đen này cho các bạn nhé. Mình cảm ơn.